Thưa quý vị, trong cơ cấu ngành nông nghiệp thì thủy sản đóng vai trò là một trong những ngành hàng mũi nhọn mang về giá trị xuất khẩu lớn. Riêng năm 2018, ngành này đã mang về gần 9 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu và năm nay hứa hẹn sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là cung cấp lượng thực phẩm dồi dào cho thị trường trong nước. Và để tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm thủy sản trên cả nước. Sáng ngày hôm nay, hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2019 diễn ra từ nay đến hết ngày 13 tháng 10 với sự tham gia của hàng trăm gian hàng. Các sản phẩm thủy sản năm nay không chỉ đa dạng về chủng loại, có nhiều sản phẩm sau chế biến, mà các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc cũng được các doanh nghiệp và cơ sở chế biến thủy sản hết sức quan tâm. Bà Quy là người đã có mặt ở hội chợ thủy sản từ sớm. Là người nội trợ trong gia đình, bà cho rằng các sản phẩm thủy sản trong hội chợ thủy sản 2019 năm nay đa dạng hơn rất nhiều so với lần tổ chức đầu năm. Đặc biệt, việc truy xuất nguồn gốc đã được rất nhiều cơ sở chế biến thủy sản quan tâm. So với cái cuộc triển lãm đầu năm ấy, thì tôi thấy là cuộc triển lãm này là nó đa dạng hơn. Ví dụ như mà cảm giác thấy nó sạch sẽ hơn. Nó đã được tiếp thu từ những cái góp ý của nhân dân. Mình biết được cái địa chỉ và cái nơi mà mình có thể truy xét được cái nguồn gốc của nó. Đấy. Còn đây là sản phẩm dâu cá do một doanh nghiệp phía Nam sản xuất. Những sản phẩm này đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Và để đạt được điều này, họ đã phải đầu tư rất lớn cho liên kết vùng nguyên liệu, cũng như công nghệ chế biến sâu. Và quy chuẩn theo quốc tế, rồi những cái khâu mà chuyển nguyên vật liệu từ hồ nuôi qua đến những nhà máy của bên tập đoàn đều theo một quy chuẩn nhất định. Từ đó, khi mà sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng là luôn được đảm bảo một cách chất lượng nhất. Với quy mô khoảng 100 gian hàng, hội chợ các mặt hàng thủy sản 2019 tại Hà Nội đã quy tụ đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trong cả nước. Trong đó, tất cả các sản phẩm có mặt tại hội chợ đều phải đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Như qua hội chợ hôm nay thì chúng ta có thể thấy là với trên 100 cái gian hàng, các cái sản phẩm mà có tại hội chợ hôm nay thì cũng đảm bảo các cái tiêu chuẩn xuất khẩu, thì là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cái đảm bảo cái sức khỏe cho bà con. Không chỉ là chúng ta quan tâm đến thị trường xuất khẩu và chúng ta cũng quan tâm đến cái thị trường nội địa và yêu cầu ngày càng cao, và chúng tôi nghĩ là các cái đơn vị tham gia những cái hội chợ như thế này thì sẽ tìm hiểu được cái thay đổi của thị trường, cái thị hiếu của khách hàng, công khai cái những cái chỉ số, những cái quy trình chất lượng của mình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của thị trường. Với việc ý thức hơn về tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc, các mặt hàng thủy sản Việt Nam hoàn toàn có cơ hội nâng cao vị thế trong lòng người tiêu dùng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần không nhỏ tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người nuôi trồng thủy sản. Việt Nam nằm trên bờ Tây của Biển Đông, là một biển lớn của Thái Bình Dương, có diện tích khoảng 3.448.000 km2, có bờ biển dài 3.260 km. Đường bờ biển dài, cùng với đó là hệ thống sông ngòi dày đặc, rất thuận lợi cho phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua, ngành thủy sản đã có những bước đột phá mạnh mẽ, sản lượng liên tục tăng qua các năm, bình quân đạt 12,77% một năm. Là một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất giống thủy sản trên cả nước, đặc biệt ở phía Bắc, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã có những đóng góp rất lớn. Họ đã không ngừng nghiên cứu, chọn tạo ra các giống mới chất lượng, năng suất cao nhằm đưa nghề nuôi trồng thủy sản trở thành một trong những ngành sản xuất chủ lực, cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 hoạt động theo quyết định số 465 QĐ-BNN-TCCB ngày 6 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện là một đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản thuộc các tỉnh miền Bắc. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành thủy sản, Viện 1 đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của nhà nước như Huân chương Lao động hạng nhì năm 1992, Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000,
danh hiệu đơn vị anh hùng lao động năm 2000, giải nhì giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2005-2006 và nhiều danh hiệu cao quý khác. Năm 2017, Viện 1 đạt danh hiệu chất lượng vàng thủy sản cho lần đầu tiên tại Việt Nam, sinh sản thành công giống cá nhụ. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập năm 1963 và chức năng nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nuôi trồng thủy sản. Hàng năm, Viện 1 đã thực hiện dự án nghiên cứu về giống, chuyển giao khoa học công nghệ và phát tán giống chất lượng cao ra thị trường. Các nghiên cứu gần đây tập trung phát triển giống các loài thủy sản bao gồm cá rô phi đơn tính, cá chép V1, cá nước lạnh, tôm sú, tôm chân trắng, nghêu, ngao, hàu, tu hải, cá biển và rươi. Đây là các đối tượng có ưu thế, thị trường có nhu cầu lớn mà viện đã tạo ra. Cá rô phi có nguồn gốc từ châu Phi, nhưng do đặc điểm dễ thích nghi, chúng đã được du nhập và được nuôi phổ biến ở nước ta. Hạn chế chủ yếu trong việc nuôi cá rô phi là do đặc điểm sinh sản. Cá thành thục sớm, sinh sản tự nhiên gần như quanh năm nên khó kiểm soát được mật độ cá thả trong ao. Hơn nữa, trong quần đàn, cá cái thường tăng trưởng chậm và có kích cỡ nhỏ hơn so với cá đực. Để khắc phục những nhược điểm trên, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả của nghề nuôi, việc chủ động sản xuất cá rô phi đơn tính đực đã được các nhà nghiên cứu của Viện 1 triển khai. Thì cái cá rô phi đực là thứ nhất là tăng trưởng nó nhanh hơn cá cái vì nó không phải trải qua cái giai đoạn là mang trứng và sinh sản. Đấy, do đó là cái nhu cầu mà về cái cá rô phi đực để mà phục vụ cho người nuôi là tăng cao. Đấy, để nó nâng cao cái sản lượng cũng như là cái hiệu quả trong quá trình nuôi. Viện 1 cũng đã nghiên cứu và xây dựng các cái quy trình để chuyển đổi giới tính cá rô phi, nghĩa là chuyển tất cả cá rô phi sang cá thể đực để mà phục vụ cho người nuôi. Hiện nay, phương pháp chuyển giới tính cho cá rô phi bằng hormone đang được xem là phương pháp hiệu quả và được sử dụng rộng rãi nhất. Thì cái ưu điểm của cái phương pháp này, thứ nhất là rút ngắn được cái thời gian, giảm chi phí giá thành, vì giá thành hormone nó cũng không phải là cao. Đấy, và cái ổn định trong cái việc là tỷ lệ đực trong quần đàn. Hormone sẽ được bổ sung vào thức ăn ở giai đoạn cá bột. Ngày tuổi cá, liều lượng hormone và thời gian áp dụng khác nhau tùy dòng cá, điều kiện môi trường và phương pháp áp dụng. Đối với cá rô phi, cá con sau khi tiêu hết nõn hoàng sẽ được xử lý đơn tính liên tục 21 ngày với thức ăn trộn hormone chuyển đổi giới tính. Chúng tôi có bổ sung hormone chuyển đổi giới tính với hàm lượng là 60mg trên 1kg thức ăn, được hòa trong dung dịch cồn và trộn đều với thức ăn. Và thức ăn sử dụng là cho cá ăn vào 4 lần trên ngày, khẩu phần cho ăn thì tùy vào cái giai đoạn ngày tuổi của cá nuôi, chúng ta điều chỉnh cái lượng thức ăn theo khối lượng phần trăm trong trọng lượng cá sân ra. Nguyên tắc của kỹ thuật này là gia tăng lượng hormone cần thiết trong cơ thể cá tại thời điểm nhất định. Nó sẽ giúp chuyển hóa giới tính theo hướng tác dụng của loại hormone đưa vào. Nguyên lý này được nghiên cứu, phát triển dựa trên nền tảng là quá trình sự định đoạt và biệt hóa giới tính ở động vật có vú của tác giả Scott năm 1985. Đối với cá rô phi thì cái giai đoạn biệt hóa giới tính thì thông thường là nó rơi vào ngày tuổi thứ 7 cho đến ngày tuổi thứ 14. Khi mà cho cá ăn thức ăn mà có hormone thì hormone sẽ tác động trực tiếp vào cái cơ chế này. Đấy, khi đó nó sẽ hướng cho cái cơ chế là chuyển sang giới tính đực. Viện 1 đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ chuyển giới tính cá rô phi đơn tính bằng hormone trộn vào thức ăn. Các kết quả mang lại với phương pháp chuyển đổi giới tính này, tỷ lệ cá đực thu được từ 95-99%. Tỷ lệ sống của cá con sau khi xử lý hormone đạt 72,2%. Chương trình đầu tiên của Viện 1 thực hiện thì cũng đã được công nhận và có tên thương mại là Lovit 4. Đấy, thì cái dòng Lovit 4 này sau 10 thế hệ chọn giống, tốc độ tăng trưởng tăng đến 67% so với cả cái quần đàn ban đầu. Đấy là về tốc độ tăng trưởng. Thì khả năng chịu lạnh thì là cũng được cải thiện đáng kể. Hiện tại giờ cái sản phẩm chọn giống của Viện 1 thì là có thể là nuôi ở các cái môi trường nước lợ mặn là đến 10 năm 20 phần nghìn. Hiện tại, Viện 1 đã tiến hành nhập nội 5 đàn cá rô phi của các nước trong khu vực, gồm có 2 đàn Trung Quốc, 2 đàn Philippines, 1 đàn cá Đài Loan và thu thập 3 dòng cá chọn giống trong nước là dòng Novit 4, dòng lợ mặn 4 của Viện 1
và dòng Gip của Viện 2. Dự án đã chọn ra được hai dòng cá rô phi tối ưu nhất là dòng Novit 4, đàn Trung Quốc 1 và tổ hợp lai giữa chúng. Tới đây chúng tôi sẽ hướng là mở rộng ra các cái tính trạng khác, ví dụ như là cái khả năng kháng bệnh, tăng cái sức sống của cái đàn cá. Đấy, và cái độ dày mình đấy nó ảnh hưởng đến cái việc là cái tỷ lệ phi lê của cá đấy. Đấy thì là chúng tôi sẽ mở rộng ra các cái tính trạng đó để mà nghiên cứu. Thì để làm được cái việc này thì chúng tôi cũng đang xúc tiến trong cái việc là phối hợp với cả các cái trung tâm nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt là cái trung tâm Aquaforce của La Uy. Đây là một cái đơn vị đầu ngành trong cái việc nghiên cứu về di truyền, chọn tạo giống. Bình quân hàng năm, Viện 1 sản xuất ra 81 triệu con giống cá rô phi đơn tính. Cá tăng trưởng nhanh, năng suất đạt 12 tới 15 tấn một hecta một vụ nuôi. Có khả năng chống chịu bệnh tốt, tỷ lệ sống trung bình khi nuôi từ cá giống đến cỡ cá thịt đạt trên 80%. Lợi nhuận ước đạt trên 70 triệu đồng một hecta một vụ nuôi. Chiều dài, đặt lên chiều dài đo chiều dài luôn. Nhớ con đấy rồi, 114 với lại 45 được rồi. Cùng với các đối tượng thủy sản nước ngọt truyền thống khác, cá chép từ lâu đã là đối tượng nuôi rất quan trọng và được nuôi ở hầu hết các thủy vực nước ngọt trên cả nước. Cải tạo, nâng cao chất lượng giống cá nuôi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nghề nuôi cá. Ở nước ta, vấn đề này nổi lên rất rõ nét trong những năm gần đây, khi mà biểu hiện thoái hóa phẩm chất giống cá nuôi ngày càng rõ rệt, nhất là các tỉnh phía Bắc, nơi có truyền thống nuôi cá lâu đời. Cá chép là một đối tượng rất dễ có thể bị lai tạp ở điều kiện tự nhiên. Chính vì thế thì là đối với cái nguồn gen cá chép bản địa của chúng ta thì nó không đáp ứng được các cái điều kiện về tăng trưởng hay là tính thích nghi ở nuôi ở mật độ cao. Để nâng cao phẩm chất giống của cá chép, từ năm 1984-1995, các nhà khoa học thuộc Viện 1 đã sử dụng 3 nguồn vật liệu là cá chép Hungary, Indonesia và Việt Nam. Sau 11 năm tiến hành nghiên cứu với 6 thế hệ chọn giống, họ đã tạo ra cá chép chọn giống V1 với các tính trạng ổn định về tăng trưởng, thích nghi tốt với nhiều điều kiện sinh thái và hình thức nuôi khác nhau. Đối với cá chép chọn giống thì đối với áp dụng với mô hình nuôi công nghiệp, nuôi ghép cùng với đối tượng là rô phi, thì với chu kỳ 1 năm nuôi thì sản phẩm cá chép có thể đạt được kích cỡ trung bình để là trên 2 kg. Tùy theo hệ thống và cái mật độ nuôi thì nó tương đương với khoảng 0,5 con trên 1 m². Từ những năm 1996 trở đi, hầu hết các địa phương khu vực phía Bắc, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng, đều được tiếp nhận đàn cá bố mẹ chọn giống và chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo. Từ đó, cá chép lai V1 là một trong những đối tượng nuôi chủ lực không thể thiếu trong các ao nuôi nước ngọt trên cả nước, đặc biệt khu vực phía Bắc. Hàng năm cũng thế, chúng tôi vẫn chuyển các cái giống hậu bị cho các cái trạm trại để từ đó họ nhân giống và sinh sản để chuyển tới các bà con nông dân. Nhu cầu phong trào nuôi rất là lớn. Thì đối với trong cái điều kiện về các cơ sở nghiên cứu của chúng tôi thì hàng năm hiện nay chúng tôi cung cấp ra ngoài thị trường khoảng 100-150 triệu con cá giống. Kế thừa những kết quả nghiên cứu trên trong những năm qua, Viện 1 kết hợp với các chương trình nghiên cứu của WorldFish tiếp tục các chương trình chọn tạo, cải thiện một số tính trạng về màu sắc và chiều dài thân cá nhằm đáp ứng cho thị hiếu của người tiêu dùng. Viện 1 đã và đang tập trung vào các chương trình hợp tác song phương với Hungary nhằm nghiên cứu đưa ra một số phẩm giống mới. Mặt khác, tiến hành công tác trao đổi nguồn gen nhằm bổ sung một số nguồn gen mới, phục vụ cho công tác chọn giống, nâng cao hơn nữa chất lượng giống chép V1 trong thời gian tới. We'll be right back.